chương một hoàng thái tử sống lại thành thường dân bi thảm một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com nó ngủ cả một ngày rồi rốt cuộc khi nào mới tỉnh bây giờ biết lo rồi lúc đánh nó sao ông không lo bên tai loáng thoáng tiếng tranh cãi làm quân từ phiền lòng trong lúc ngủ cô cũng có thể cảm thấy mình đang nhíu mày ai gan to như vậy dám làm ồn đến hoàng thái tử câm miệng ầm ý muốn chết cút ra ngoài quân từ quát một tiếng, vốn nên là một câu vô cùng bực bội, giọng lại khàn khàn yếu ớt như mũi kêu. Ngay lập tức quân từ cảm thấy có gì không đúng, thân là một hoàng thái tử xuất sắc về mọi mặt. Tính cảnh giác của cô cũng tương đối cao, đôi mắt lập tức mở ra, gian phòng mờ tối, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Nhìn thấy đôi mắt có thể khiến người ta kinh diễm đến mức không nói nên lời, trong veo, giống như vòng xoáy sâu thẳm, điểm suyết những ngôi sao. Rực rỡ đến chói mắt, xinh đẹp không? Cách nào có thể hình dung được đây là đâu? Quân Từ chớp mắt nhìn rõ, đây cũng không phải là căn phòng xa hoa rộng rãi đến mức người ta có thể buông dơ của mình, mà là mờ tối, nhỏ hẹp, khó chịu, thậm chí còn có một mùi lộ ra một kiểu khiến Quân Từ đau trứng tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng với đối không gian quá nhỏ, thân là hoàng thái tử sống trong nhung lụa từ nhỏ, loại phòng này thực sự gây mắt cô, mà trong nháy mắt cô tỉnh táo, trong đầu cô lập tức xuất hiện rất nhiều ký ức không giải thích. Được Quân Từ Học sinh lớp 12 nước Hoa, Trái Đất năm 2017 vốn là con gái, nhưng vì khuôn mặt xấu xí, nên bị gọi như con trai mà nuôi lớn. Khuôn mặt xấu xí, xấu xí, hai chữ này quả thực làm trái tim Quân từng đập. Mà trong nháy mắt cô nhớ tới, mình hoàn toàn không phải Quân từ này. Cô cũng là Quân từ, nhưng cô là Hoàng Thái Tử Quân từ của Đế Quốc thời đại Vũ trụ. Lúc mẹ sinh ra cô, vì là nữ, sợ bị quý tộc Đế quốc phản đốt kế thừa ngôi vị Hoàng đế nên vẫn luôn nuôi cô như một cậu con trai, vì vậy. Cô là hoàng thái tử quân tử, nhưng bên trong là nữ cũng không sai, nhưng quân tử nhớ rõ, đời mình được nuông chiều kiêu ngạo quần là áo lược, chính vì phụ thân đó của mình khống chế chính quyền đế quốc mấy trăm năm cho dù đã tuổi già sức yến không nở thoái vị, thời đại vũ trụ con người sống đến 500 tuổi, lão già kia mới 400 tuổi, mà quân tử 25 tuổi, vốn đã được lên ngôi năm 18 tuổi, quân tử chờ lên ngôi. Phụ thân lại đề phòng cô muốn chết, cuối cùng cũng có dự định thoái vị rồi, nhưng lại muốn. Biến cô thành con rối, điều này làm quân từ kiêu căng thành quen sao có thể được, cho dù là phụ thân, nhưng số lần hai cha con cô gặp mặt trong hơn 20 năm cũng có thể đếm trên 10 ngón tay, tình cảm còn không bằng người xa lạ, vì vậy quân từ sáng vị, sau đó, sáng vị thất bại, không nhẫn tâm ra tay với phụ thân, rồi bị phụ thân tuyệt tình ra lệnh khởi động phi thuyền vũ trụ, ném cô vào hố đen, tương đương với mưu sát, bây giờ vừa tỉnh lại, là quân từ nào vẫn chưa biết, cơ thể ở thời đại vũ. Trụ của mình nhất định ngõm củ tỏi rỉ, nên mới sống lại trong cơ thể của cô gái này, nhưng mà, xấu xí, rốt cuộc xấu đến mức nào, quân từ luôn dựa vào khuôn mặt để chinh phục thế giới thách này còn khiến người ta tuyệt vọng hơn chuyện cô sáng vị không thành công, trong trí nhớ của quân từ này, điều duy nhất có thể biết đến là trên mặt mình có bớt đen, mà còn rất nghiêm trọng, vì sì vậy khuôn mặt của cô rất xấu xí, từ trước đến nay cô không dám soi gương nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả